Ngày hôm nay xin mời mọi người ngắm Nano Gervi, con của Bruno và Messi, bố mẹ vô địch. Nano thì đến hôm nay là 18 tháng. Ở cùng đàn có Nina với lại Nancy. Nina thì cũng sẽ có video, vài ngày nữa sẽ có video. Thì lần đầu tiên sử dụng cái máy quay mới thành ra là kết nối hơi bị kém. Bị lỗi một chút về cái âm thanh cho nên là sẽ phải thuyết minh ngoài như mọi người đang nghe. Đó, Nano, mọi người thấy Nano có đẹp trai không? Nano là sinh ngày 21 tháng 4. Hiện tại bây giờ là tháng 11 thì coi như là 18 tháng. Nano thì sắp có một cái đàn cho con đầu tiên với Hanna. Nano, mình đã cho Nano ghép đôi với lại Hanna. Hanna thì mọi người theo dõi thì mọi người có thể biết. Nano thì là con, nhắc lại là Nano là con của con đực Nhật Bruno. Và con cái vô địch Việt Nam của trại mình, Messi. Messi thì mọi người mà theo dõi video thì mọi người sẽ thấy có rất nhiều video của Messi. Nano tính ra là đàn sau, là đàn em cùng bố cùng mẹ với lại Siro. Đó, mọi người nhìn cái một cái đặc trưng về cái cơ thể của cái dòng họ này là cái người của nó rất là dày. Nano thì to cao giống bố. Chất lông của Nano tốt, mình đánh giá là chất lông tốt, màu mảng rất tốt. Và cái mặt của Nano rất là đẹp. Đó, mọi người có thể nhìn cái lông của Nano là một cái chất lông ngắn vừa phải. Hiện tại, cái thời tiết hiện tại bây giờ thì chó nó đều có cái tình trạng gọi là gầu, da nó có gầu. Nano thì chưa có tắm được cho Nano, cho nên là nhìn cái lưng của Nano là có thấy có cái độ hơi trắng trắng. Đó là gầu. Cái lông nó bẩn nhưng mà nó vẫn rất là bóng. Nano thì mới thay lông thôi. Lông chưa mọc lại hết. Gọi là rụng lông xong. Mọc lại nhưng mà chưa mọc lại hoàn toàn. Đạt được khoảng tầm 80% rồi. Đó, mọi người ngắm cái khung gọng của Nano. Những cái con chó nó, cái sự tự tin nó rất là tự tin. Mọi người để ý cái đuôi của con chó khi mà nó tự tin đấy, là con chó cái đuôi của nó thường xuyên nó vảnh. Nó để ý một cái gì đấy hay nó hưng phấn một cái gì đấy là cái đuôi nó sẽ vảnh lên. Đó, mọi người nhìn cái khung người của Nano thì là tuyệt vời đấy. Thực ra thì cái lượt của Nano này coi như là đây là ở cái đời chó 1,5. Tức là con bố là con chó nhập và con mẹ là con chó của trại. Thì coi như là đời 1,5 thôi. Nó cũng chưa phải là cái đời chó mà mình trại định hướng mục đích là khoảng 3 đời chó. Thì sẽ là cái con chó theo đúng cái nguyện vọng của trại. Nhưng mà Nano thì cũng là đạt được rồi. Đó, Nano thì... về cái cân nặng của Nano thì có lẽ là Nano hiện tại bây giờ là chưa nở ngang đâu, chưa đến tuổi nở ngang, mới 18 tháng. Con chó đực thì nó phải khoảng tầm 30 tháng thì nó bắt đầu nó mới nở ngang, nó dày người hơn, nó to ngang. Thì Nano hiện tại bây giờ ấy thì là nó rơi vào khoảng tầm hơn 50 cân, năm mấy cân. Mình cũng không có cân, nhưng mọi người có thể nhìn so con chó với lại người đó. Thì mọi người có thể áng chừng. Đó, nó rất là cao, cao dài, cao dàn. Đó, đầu thủ thì rất là đẹp. Mình định hướng là cái con chó đực mà trại mình mong muốn thì mình cũng không muốn con chó đực nó quá to như là con bố của Nano, là cái con chó mình nhập về, để nhập về để cải thiện thôi. Chứ còn mình không muốn cái con chó nó quá to như vậy, cái con chó nó quá to. Nó 60 cân, hơn 60 cân thì cái khung gọng của nó sẽ không chắc được như là cái
những cái con chó mà nó khoảng tầm 50 mấy cân. Mình muốn là cái con chó đực nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 53 cho đến khoảng tầm 57 cân thôi. Chứ không, con chó đực nó không cần cao hơn. Tất nhiên là với cái thể trạng vừa phải, bụng bằng hoặc bụng hơi hóp nha mọi người nhá. Chứ còn giả sử như con Nano này hay là con Bruno, con bố nó, mà mình mà nuôi mà muốn cho nó để lấy cái cân nặng ấy cho nó béo thì nó không biết nó ra bao nhiêu cân. Tính cái cân nặng ở cái thể trạng là con chó là thể trạng bình thường, là bụng bằng hoặc bụng hơi hóp. Đây như Nano, mọi người nhìn cái bụng của nó vẫn có độ hơi hóp một chút. Chứ còn nếu mà bụng phệ thì không có tính làm gì cả. Bụng phệ muốn con chó béo tăng cân thì chỉ tai hại cái khớp của con chó thôi. Những cái con chó to ấy là cái khớp của nó chịu lực rất là nhiều, thành ra là không nên nuôi béo đâu. Những cái con chó mà cái ở cái quãng cân nặng nó khoảng tầm 40 mấy 50, có thể là đầu năm 50 51 52 thì có thể là mọi người nuôi béo một chút ok, nhưng mà những con trên 55 cân thì mọi người không nên nuôi béo. Nuôi béo là cái con chó nó cái khớp của nó phải chịu cái lực nó rất là hại khớp, nó phát sinh nhiều thứ. Thì cái định hướng của mình, nói lại về cái định hướng của trại, thì như Nano này thì coi như là đạt được cái định hướng của trại. Trại muốn cái con đực nó trưởng thành nó sẽ rơi vào khoảng từ 53 cho đến khoảng 57 cân. À đó. Và cái con cái thì nó loanh quanh ở mức 41 cho đến khoảng tầm 43 cân thôi. Con cái thì mình lại không muốn con cái to. Con cái ở mức chuẩn thôi. Còn con đực thì hơi to hơn một chút so với cái chuẩn của nó. Con đực chuẩn là con đực đúng cái cân nặng của con đực chuẩn. Con giống Rottweiler thì nó là 50 cân. Như Marvin với Loki thì cũng đã là vượt rồi, vượt cân rồi, 53, 54 cân, nhưng mà mình muốn nó to hơn lên một chút nữa. Đực thì chúng ta đều thích nó to, nhưng mà mình cái quan điểm của mình là nó to nhưng nó phải khỏe. Nó phải không có cái ảnh hưởng đến cái xương khớp của con chó, vận động nó phải chắc chắn. Như Nano là hơi to một chút là vận động nó đã không có một cái độ chắc chắn, chắc nịch như là con Marvin hay con Loki rồi. Tính ra là Nano là tính ra là coi như là cháu của Marvin với Loki đó. Đó, mọi người nhìn mọi người thấy Nano có ok không? Cái con chó Rottweiler ấy nó là một cái giống chó rất là thông minh. Mọi người mà xem các cái video của trại ấy, thì mọi người để ý cái thái độ của con chó. Nó rất là tự tin và nó rất là quấn người và nó rất là chủ động. Cái giống Rottweiler nó là giống chủ động, chứ nó không có phải là cái giống lười vận động đâu mọi người nhé. Những cái con lười vận động thì mọi người phải xem lại, một là xương khớp nó có vấn đề gì không, hai là cái thần kinh của nó, tức là về cái IQ, về cái thông minh của nó có đạt được cái mức trung bình của giống hay không. Nhiều người thì có cái quan điểm là cái con chó nó không có cái gì, con nào nó cũng như con nào, nhưng mà mọi người lại quên mất một điều là con giống vật nào cũng thế. Chọn lọc giống nó phải có cái sự chọn lọc và nó có cái độ di truyền. Nó như người ấy. Người cả dòng họ thông minh, có người thì cả dòng họ học mà chậm đó, hay là rất nhiều thứ khác, nhưng mà mọi người cứ nghĩ là nó như nhau là không có phải đâu. Mỗi một cái gen giống nó có những cái thế mạnh của nó. Giả sử như là các cái con giống của trại nhà mình thì mình yêu cầu là đầu tiên con chó nó phải thông minh, cho nên là mình chọn những cái trại giống mà các con chó của họ nó thông minh. Đầu tiên là con chó nó phải thông minh và con chó nó phải khỏe, nó không có bệnh di truyền, hoặc là nó có rất ít bệnh di truyền. Thì mọi người có thể nhìn ở Pila, rồi ở Melsie, rồi ở Marvin. Đó, mọi người thấy từ con chó già đến con chó trẻ nó đều rất là khỏe và nó nhanh nhẹn. Cái đó nó là cái di truyền về cái mặt sức khỏe. Còn con chó nó thuần người, con chó nó thông minh, cái đấy nó di truyền ở cái trí thông minh của cái dòng họ nhà nó. Thì bản thân là nếu mà so sánh con với bố, đời Nano với lại con bố Bruno, thì Nano nhỏ hơn Bruno một chút. Nhưng mà nếu mà nói về cái độ vận động, về cái độ linh hoạt của con chó, thì Nano là đời con là tốt hơn đời bố. Bởi vì đời con là nó thừa hưởng một cái gen, nửa gen ở bên con mẹ Melsi. Thì nó là một cái sự kết hợp. Mình sử dụng con giống của hai cái trại, gốc ở hai trại là đều là cái con chó theo cái phả của con chó Đức. Nhưng mà một cái trại nó thiên về chó đẹp là chính là cái trại của con Bruno đó. Nhập con Bruno đó là trại thiên về con chó đẹp.
Còn cái trại còn lại là cái trại con Pila đó, là cái trại thiên về cái con chó gọi là mang tính chất là tổng thể, cả thông minh, cả đẹp. Nhưng mà mình muốn nó to hơn, cái con chó nó to hơn của cái trại tổng thể kia một chút. Thành ra là mình có lấy con nhập con Bruno về, thì nó ra ở đời Nano đây. Đó. Nano thì hy vọng là sẽ có cái đàn con đầu tiên ở trong cái đợt kết hợp với lại con Hana này. Thì giữa Nano và Hana là hai con cùng ông nội. Tức là con Hana là con của con Teddy và con Dakota. Thì con Teddy cũng là con của con Hero, và con Bruno tức là bố của Nano này cũng là con của con Hero đó. Thì nó có cùng cái con Hero ở trong dòng máu, thì mình hy vọng là cho con ra nó sẽ đấy, nhìn cái mặt này giống y xì con Hero đó. Nó có nét. Thì mình hy vọng là cái đời con của nó ra nó sẽ có cái thừa hưởng cái gen chung đó. Nó mặt nó sẽ như theo cái kiểu là con Nano này. Nano này tính ra là rất là giống bố và rất là giống ông đó. Mọi người nếu mà ai mà có thích con Bruno hay là có thích cái con Hero, con chó rất là nổi tiếng ở trên thế giới, thì mọi người có thể xem, mọi người nhìn có lẽ mọi người sẽ nhận ra cái sự giống nhau. Đó, mọi người đây là ông ấy hóng, ông đứng ông hóng này. Cái vị trí mà mình ngồi ấy là ông ấy có một cái sự tị là tại sao mà anh cứ ngồi đấy mà không cho em ngồi đó. Khi mình đứng ra là ông ấy sẽ phi vào ngay, và ông đứng ở ở cái vị trí đó, ông ấy hóng. Đó thì mọi người nhìn cái khung của cái con chó, nhìn trông là cái người của con Rottweiler nếu mà như Nano này là một cái khung là ok, cái body rất là tốt đó. Mọi người đón chờ xem cái video tiếp theo sẽ là về Nina cùng đàn với Nano nhé. Ok. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhé. Thank you and see you again.